Rồi câu 3 này, đó là kỹ năng nhân đơn Vina. X nhân với 5x bình phương trừ 2x cộng 1 rồi bằng, chúng ta lấy 3x nhân với 5x bình phương cộng với 3x nhân với âm 2x cộng với 3x nhân 1. Chúng ta đưa về thực hiện nhân đa đơn với đa xong thực hiện nhân đơn với đơn đúng không? 3 nhân 5 15. X nhân x mũ 2 là x mũ 3. 3 nhân với âm 2 là trừ 6 x mũ 2 cộng với 3x. Rồi, đây là kết quả cuối cùng của bài toán. Rồi, câu B là kỹ năng thực hiện nhân đa với đa. X cộng 2 nhân với x trừ 5 bằng x nhân x mũ 2 x nhân âm 5 âm 5x 2 nhân x cộng 2x 2 nhân 5 5 10 âm 10. Rồi sau khi thực hiện phép nhân xong chúng ta phải thu gọn. Như nào? Em phải thu gọn này. Thu gọn hai thằng đồng dạng với nhau. Chúng ta thu gọn với nhau. Đây. Vậy là chúng ta thu gọn như sau. X bình hạ xuống. Âm 5 mà cộng 2 này còn âm gì? Âm 3. Cái này trừ 10. Đúng chưa? Để tránh sai sót nhá, lấy máy tính bấm âm 5 cộng 2 đó bằng âm 3. Rồi ý C đó là chia ra thức một biến đã sắp xếp. Bước 1 là em phải sắp xếp cái đa thức này này theo lũy thừa giảm dần của biến cho thầy. Bây giờ thầy sắp xếp nhá. Nó sẽ như sau này. 3x mũ 4 là cao nhất. Mũ 4 xong đến mũ 3 này, trừ 2x mũ 3. Đó. Mũ 3 xong đến mũ 2 nhá. Trừ 2x mũ 2. Mũ 2 xong đến mũ 1 nhá. Cộng mấy? 4x. Rồi đến cuối cùng là con số 8. Đấy. Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến nhá. Đấy là chúng ta sắp xếp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia. Rồi, thực hiện phép chia nhé. Như sau. Chia cho x bình trừ 2. Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Bước thứ hai thực hiện phép chia này. Em cố gắng quan sát này. Chúng ta làm như sau. Lấy hệ số cao nhất này của x mũ 4. Chia cho hệ số cao nhất của cái thằng bên này là x mũ 2. Rồi bắt đầu chia, chia đơn cho đơn đấy, chia đi. Rồi, ta chia nhá. 3x mũ 4 chia cho x mũ 2 đúng không? Chúng ta học chia đơn cho đơn rồi. Rồi mình nháp vào đây nhá, nháp. Nháp vào đây các bạn nhìn cho rõ. 3x mũ 4 chia cho x mũ gì? Bằng 3x mũ mấy? Ok, vậy điền 3x mũ 2 vào đây cho thầy cái. 3x mũ 2. Ok chưa? Được không? Rồi. Rồi, sau khi chia xong nhá, bước thứ hai. Bước thứ ba chúng ta làm như sau. Lấy con 3x này nhân với thằng này. Lấy con 3x này nhân với thằng này cho thầy. Rồi bắt đầu nhân ngược lại, nhân nhá. Rồi nhân từng cái một. 3x mũ 2 nhân x mũ 2 thành bao nhiêu? Rồi xếp thẳng cột với 3x mũ 4 cho thầy. Được chưa? Rồi tiếp tục lại làm như vậy. Lấy 3x mũ 2 nhân tiếp với âm gì? Âm 2. Rồi nó bằng bao nhiêu? Đó, âm 6x mũ 2 xếp thẳng cho thầy cái cột nào là mũ 2 xếp thẳng xuống. Ở đây. Âm 6x mũ gì? Mũ 2. Được chưa? Nhớ nhá. Xếp thẳng cột. Rồi, vậy là chúng ta được một hàng đa thức mới này. Đa thức như vậy, lấy hàng trên trừ hàng dưới cho thầy. Đây. Rồi. Sau khi nhân xong các em được một hàng đa thức mới này, nối phép trừ ở đây, lấy hàng trên trừ hàng dưới cho thầy.
Rồi nếu 3x mua 4 trừ 3x mua 4 hết. Nhìn thấy không? Tiếp tục. Chỗ này trống không có gì là số 0 nhé. Âm 2x mũ 3 trừ 0 thì bằng âm 2x mũ 3. Được chưa? Rồi tiếp tục lấy âm 2x bình trừ cho trừ 6x bình. Em lấy máy mà bấm này. Lấy máy tính bấm không bao giờ sai hết. Bấm máy như sau này. Bấm này. Âm 2 trừ cho bao nhiêu? Âm 6. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Đó, lấy máy bấm như vậy nhé. Bằng bao nhiêu? 4. Vậy là nó còn cộng với 4x bình phương. Rồi dưới này cũng vậy. Mấy hàng trên trường dưới nhớ như vậy. 4x trừ cho bao nhiêu? Không có gì thì thôi là không đúng không? Vậy là cộng gì? Cộng 4x. Rồi trừ 8. Đó. Ok chưa? Xong chưa đấy? Nhớ nha. Rồi ta lại tiếp tục làm. Quay trở lại. Làm lại bước như nãy. Bây giờ ta được một cái hàng mới rồi, ta lại lấy cái hệ số cao nhất thằng này, nhìn thấy chưa? Lại chia tiếp cho thằng x mũ 2 cho thầy. Lại làm lặp lại y chang. Lấy nào, chia. Rồi chia này. Âm 2x mũ 3 chia x mũ mấy? Mũ 2. Chúng ta tiếp tục làm này. Này lấy này, lấy hệ số cao nhất này, âm 2x mũ 3 này chia cho x bình tiếp được bao nhiêu? Chia đồng thầy. Ta chia bằng bao nhiêu? Bằng âm 2x. Đây. Âm 2x. Đó, vậy là mình viết vào đây luôn. Âm 2x. Được chưa? Rồi mình lại làm tương tự. Mình lại lấy âm 2x nhân với hai phần tử này cho thầy. Âm 2x nhân tiếp với x bình, âm 2x nhân với 2. Bây giờ làm tiếp. Nhân nhá. Rồi, cái này nó là vòng lặp lặp đi lặp lại thôi, làm tiếp này. Âm 2x nhân với x bình là bao nhiêu? Âm 2x mũ gì? Mũ 3. Tiếp tục. Âm 2x nhân với âm 2 là bao nhiêu? 4x. Nhớ để thẳng hàng với 4x giúp thầy nhé, như chưa? Cái nào là này? 4x cộng 4x, được chưa? Để thẳng hàng với x nhá. Ở đây 4x mũ 1 thì để thẳng hàng. Rồi lại tiếp tục lấy hàng trên trừ hàng dưới. Rồi, trừ. Lấy hàng trên trừ hàng dưới này. Rồi nhớ hàng đầu tiên lúc nào bằng 0 nhé. Âm 2x mũ 3 trừ đi âm 2x mũ 3 hết. Rồi 4x bình trừ cho chỗ này không có gì là 0 nhé chưa. Vậy là bằng nhiêu luôn? 4x bình. 4x trừ 4x làm sao? Hết. Rồi 8 trừ cho 0 thì vẫn là âm gì? Âm 8. Xong. Nhớ để trống nhé. Đây. Rồi lại tiếp tục làm như tương tự. Mình lại lấy cái thằng hệ số cao nhất này. Thằng mũ đầu tiên đây này. Ok chưa? Chia tiếp cho x bình. Lại chia tiếp. Đánh nháp. Mình viết là nháp nha. Là 4x bình phương. Chia cho bao nhiêu? Chia cho x bình. Rồi bằng bao nhiêu em? 4. Đó. Vậy đây là cộng 4. Rồi làm tương tự. Này lấy số 4 này. Nhân với nào? Đó. Này lấy số 4 này nhân với x bình phương. Lại lấy số 4 này nhân với bao nhiêu? Âm 2. Rồi làm. Làm nhé. 4x mua này là 4x mua mấy? 4x mua 2. 4x này là âm mấy? Âm 8. Đúng không? Rồi này. Chúng ta xong chưa? Lại lấy hàng trên trừ hàng gì? Hàng dưới. Y chang. Rồi hàng trên trừ hàng dưới trừ thôi. Rồi 4x bình trừ 4x bình làm sao? Hết. Âm 8 trừ cho âm 8 này. Em nếu lấy máy mà bấm cho nó chính xác này. Âm 8 trừ cho âm 8 bằng nhiêu? Bằng 0. Đó. Lấy máy bấm nhé. Cho nó chính xác. Vậy. Chỗ này còn số mấy các em? Không. Vậy là đây là gọi là phép chia hết. Và quả cuối cùng nó ra này. Khi thực hiện chia đa cho đa. Gọi là chia đa thức phổ biến đã sắp xếp. Thì kết quả nó ra như vậy. Nhìn thấy không? Đó là lấy đa thức này, chia đa thức này nó ra là 3x bình phương trừ 2x cộng gì? Cộng 4. Còn tất cả nhân tử, các em có tất cả tổng cộng là 4 phương pháp. Nhưng bây giờ chủ yếu tập trung vào phương pháp số 1 là đặt nhân tử chung. Phương pháp số 2 dùng hàng đẳng cấp. Phương pháp số 3 là nhóm. Phương pháp thứ 4 là phối hợp nhiều phương pháp vào. Đó, bây giờ chúng ta làm câu A trước. 5x bình phương trừ đi 10x. Rồi ở đây chúng ta biết ngay, chúng ta sử dụng phương pháp đặt nhân tử gì?
chung 5x nhân với x đó, thì tách để tìm nhân tử chung. Cái này là 5x nhân mấy, nhân 2, và nhân tử chung ở đây chính là 5x. Mình đặt 5x ra ngoài, bên trong còn x trừ 2, chuẩn xác chưa? Rồi câu B. Câu B. Câu B ở đây nhìn là biết chúng ta dùng phương pháp gì các em. Câu B, x bình trừ 4 đặt nhân tử chung, thằng đẳng cấp nhóm chơi phương pháp nào? Đúng rồi, đây chính là hàng số mấy? Vậy là chúng ta viết thành x bình trừ 2 bình. Rồi sau đó chúng ta viết thành bao nhiêu? X trừ 2 nhân x cộng gì? Các bạn có thể viết ngay thành x trừ 2 nhân x cộng 2 là được luôn. Rồi tiếp tục. Câu C là chúng ta đưa về phương pháp gì đây? Nhóm. Bây giờ đánh số 1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ nhóm 3 đồng đầu tiên một gì? Một nhóm. Và ngày là x bình trừ 6x cộng mấy? Cộng 9 một nhóm, trừ y bình một nhóm. Đúng không? Cái nhóm đầu tiên này sẽ xuất hiện ở đẳng thức số mấy đây? Số 2. Vậy là viết thành x trừ 3 tất cả bình phương. Đó, trừ y bình gì? Bình phương. Vậy là nhóm này đã xuất hiện hàng đẳng gì đây? Đó, xuất hiện hàng đẳng thức số 2. Rồi hai thằng này lại tiếp tục xuất hiện hàng thức số mấy? Đúng rồi, hàng thức số 3. Vậy chúng ta làm được không? Được đúng không? Vậy là chúng ta làm sao đây? Chúng ta ghi là bằng áp dụng hàng thức số 3 vào x trừ 3 trừ y nhân x trừ 3 cộng gì? Cộng y. Rồi kiểm tra thức. Câu cuối cùng là câu phối hợp nhiều phương pháp nhé. Xem. Còn đây này, số 1, số 2 và số 3. 3 phần tử này chung nhau cái gì? Chung nhau này, ax mũ 2, x mũ 3 và x mũ 1 chung nhau chữ gì đây? Chữ x. Vậy là nhân tử chung chính là chữ gì? Chữ x đặt bên trong ra. X bình trừ 2x cộng mấy? Cộng 1. Có được không? Đó. Đây là ở đây mình đã dùng phương pháp đặt nhân tử gì rồi? Đặt nhân tử chung. Vậy là ở bên trong này sau khi dùng pháp đặt nhân tử chung em thấy nó xuất hiện hàng thức số mấy này? Hàng thức số 2. Chúng ta viết thành x trừ 1 tất cả bình phương. Đây là dùng phương pháp hàng đẳng gì? Hàng đẳng thức. Đó. Vậy là mình dùng hai phương pháp trong một bài toán gọi là phối hợp nhiều phương pháp. Rồi bài 3, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau. Nhìn nào. Rồi bây giờ đây sẽ có biến đổi này ra có này. X bình phương trừ 2x cộng 9 sẽ bằng x bình phương trừ 2x cộng 1 và cộng 8. Thầy tách cái thằng số 9 này thành 1 cộng 8 nha. Rồi ba thằng lần đầu tiên đó là hằng thức số 2 viết thành x trừ 1 tất cả bình phương và cộng 8. Được không? Rồi vì x trừ 1 tất cả bình phương thì luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x nha. Suy ra x trừ 1 tất cả bình phương cộng 8 thì luôn lớn hơn bằng 8 với mọi x. Đó suy ra nhé. 5 trên này. X trừ 1 tất cả bình phương cộng với 8 luôn nhỏ hơn bằng 5 phần 8 nhé. Cái bài này các bạn sửa cho thầy thành giá trị lớn nhất nhé, không phải nhỏ nhất đâu. Và suy ra biểu thức A nhé. Luôn nhỏ hơn bằng 5 phần 8. Đó. Đó suy ra 5 phần 8 là giá trị lớn nhất của A. Và dấu bằng xảy ra. Xảy ra nhé. Khi và chỉ khi này. Khi nào dấu bằng xảy ra đó. Khi và chỉ khi x trừ 1 bằng 0 và tương đương với x bằng 1. Nha. Đây là bài số 3 nhé. Muốn làm được bài tìm x này, các em nhớ thầy này công thức này. Công thức số 1 em cần phải nắm. Công thức này các em ghi vào.
A nhân B bằng 0. Suy ra A bằng 0 hoặc B bằng gì? Bằng 0. Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ áp dụng cái công thức này để thầy làm câu A. A trừ 1 cộng với 2 nhân với trừ cho x nhân với x trừ 2 bằng âm 5. Rồi, đây thì làm câu này trước nhé. Các em quan sát này. Tương đương này. Em nhớ này mà rút gọn nhé. Chúng ta sẽ rút gọn cái vế trái của cái bài thí bích này. Nhìn cái vế này nhé. Nhìn. Đây là quy tắc nhân đa mấy gì? Đa. Còn quy này là quy tắc gì đây? Đơn vị đa đúng không? Xong chưa? Bây giờ mình nhân nhé. Nhân đa. Nhân này. X nhân x. X mô 2. X nhân 2. X nhân âm 1. Trừ 2 đúng không? Đó. Đấy là quy tắc nhân đa mấy gì? À. Xong chưa? Thế mình phép nối ở đây là dấu trừ đúng không? Tiếp tục. X nhân x. X nhân âm 2 bằng 5. Đó. Vậy là các em sẽ thu gọn cho thầy vế bên này cho thầy thu gọn nhé. X bình cộng 2x trừ x trừ 2. Rồi đặt trước ngoặc dấu trừ ta phải làm sao? Rồi đổi thành bao nhiêu đây? 8x bình phương cộng bao nhiêu? 2x bằng mấy? Bằng 5. Đến đây chúng ta đưa về bài toán thu gọn ở phía bên trái cho thầy thu gọn được không? Được đúng không? Thu gọn rồi. X bình trừ x bình làm sao? Hết. Em muốn thu gọn nhanh này, em lấy máy tính mà bấm. Đấy, lấy máy tính bấm này. 2 trừ 1 cộng mấy? Cộng 2, nhìn thấy không? Nó không bao giờ sai. 2x này trừ x này rồi cộng mấy? Cộng 2x đúng chưa? Rồi bấm dấu gì? Bằng, nó bằng bao nhiêu? Bằng 3x. Rồi âm 2, 3x còn mỗi âm 2 thì đúng không? 3x trừ 2 bằng gì đây? Bằng 5. Ở đây chúng ta có giải được bài thí mích không? Muốn giải được bài thí mích chúng ta áp dụng quy tắc chuyển vế này các em. 3x chuyển vế thì đổi gì? Đổi dấu. Bây giờ mình chuyển cái thằng 2 qua đây, nó đang âm thì nó thành gì đây? Dương. Vậy là 5 cộng gì? 2. Rồi tương đương với 3x bằng bao nhiêu? Bằng 7. Rồi đến đây chúng ta tính này. Ở đây là phép nhân đúng không? Muốn tìm từ số chưa biết làm sao các em? Lấy tích chia từ số đã gì? Tích là bao nhiêu? 7 chia 3. Đó, câu đầu tiên đây. Nghe chưa? Và đây là câu đầu tiên này em áp dụng kỹ năng gì không? Đó là thu gọn biểu thức. Đấy. Rồi, bây giờ đến câu B nhé. Câu B thầy sẽ áp dụng công thức 1. 3x nhân x trừ 5. Thầy sẽ nói nha, cái này âm 5 nhé các em. Cái này là âm 5, sorry. Âm 5. Âm 5. Cái này âm 5 nhé. Sorry bọn em. Âm 5 mày cái này là bao nhiêu các em? Âm 5 cộng 2, cái này là âm mấy? Âm 3. Và âm 3 chia âm 3 được bao nhiêu đây? Cộng ạ, trừ 1 nhé. Trừ 1. Được chưa? Tại vì sai, phải viết thiếu âm 5. Rồi tiếp tục câu B. Rồi các bạn nhìn bảng. Câu B này thầy sẽ sử dụng công thức 1 để chúng ta làm. Muốn sử dụng công thức 1 được này, thầy phải áp dụng này, nhìn đây đây là vế trái nha. Thầy sẽ phân tích cái vế này thành nhân tử. Đó. Phân tích đa thức này thành nhân tử nhé. Được chưa? Đấy, phân tích cái này thành nhân tử nhé. Rồi bây giờ phân tích này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là nhóm. Bên này người ta nhóm sẵn cho mình rồi, giờ mình nhóm này thôi. Tương đương 3x nhân x trừ 5 rồi trừ mở ngoặc ra. Khi đặt trước ngoặc là dấu trừ nhớ nha, chúng ta phải đổi dấu các số hạng trong gì đây, trong ngoặc nhớ không? Rồi bây giờ 10 là bao nhiêu đây? 10 bây giờ đang âm thì trở thành gì? Dương. 2x đang dương thì trở thành gì đây? Âm. Đó, phải đặt trước ngoặc dấu trừ nhá để tránh sai dấu. Ok không? Hoặc là các em không đặt trước ngoặc dấu trừ thì các em làm như sau.
em đặt trước ngoặc dấu cộng cộng như vậy được không, mở ngoặc ra nhóm nó, vậy là không làm thay đổi dấu, để nguyên vậy nhớ nhá, không có thay đổi dấu gì hết. 2x là dấu cộng vẫn biết 2x, 10 là dấu âm vẫn biết 10, hiểu đó chưa? Nếu đặt trước ngoặc chú ý không sai nhé, đồng ý chưa? Rồi tương đương với 3x nhân với x trừ 5. Rồi sau khi mình nhóm cũng thấy này, hai phần tử này chung nhau số gì đây, số 2 mình đặt ra ngoài, bên trong còn x trừ gì, trừ 5. Rồi hai nhóm này lại xuất hiện nhân tử chung là bao nhiêu, x trừ gì, trừ 5, bên trong còn 3x cộng gì, cộng 2 bằng 0. Rồi các em áp dụng có thể cái công thức một này, a nhân b bằng 0 khi a bằng 0 hoặc b bằng gì, không, là tương đương tách ra x trừ 5 bằng gì, không, hoặc 3x cộng 2 bằng gì, bằng 0. Rồi các em tính ra giúp thầy x bằng mấy, x bằng 5 và x bằng bao nhiêu, âm 2 phần gì, phần 3 đó. Vậy là các em tính từng cái một nhé. Rồi kỹ năng đầu tiên vẽ hình cho tam giác ABC cân tại A, em vẽ được chưa? Rồi vẽ tam giác cân. Cho tam giác ABC cân tại A, gọi HK lần lượt là trung điểm của BC, trung điểm BC này. Đây là H này. Trung điểm là chia đoạn thẳng thành hai phần bằng gì? Bằng nhau. Để chúng ta ký hiệu của thầy bằng nhau nhé. Ký hiệu giúp thầy này. Đó. Rồi. Trung điểm của AC này. Đấy, trung điểm AC. K. Rồi đánh dấu bằng nhau vô. Rồi câu đầu tiên yêu cầu chứng minh ABHK là hình thang ABHK, bây giờ thì nối HK vô. Rồi thầy tô màu cho mày nhé. Rồi bây giờ mình đã vẽ hình xong. Bài toán yêu cầu qua nhé, chứng minh tứ giác màu xanh này là tứ hình gì đây, hình thang. Vậy muốn chứng minh tứ giác màu xanh này là hình thang, ta sẽ chứng minh HK song song với A gì, AB. Vậy là muốn trực đây, chúng ta sẽ viết sơ đồ về ý tưởng này. A B H K là hình gì, hình thang. Muốn chứng minh thằng này là hình thang thì ra trong cái hình HK song song với A gì, AB. Muốn chứng minh thằng này song song với AB đúng không, chúng ta luôn nhớ này, bài toán nó cho trung điểm là chúng ta nhớ đến một trong cách chứng minh song song, đó là chứng minh HK là đường gì, HK là đường gì, đường trung bình của tam giác nào, của tam giác ABC, ok chưa? Mà muốn là đường trung bình, các em nhớ đường trung bình là đường đặc biệt đi qua trung điểm mấy cạnh của tam giác này. Vậy tức là H sẽ là trung điểm cạnh nào, của BC. Còn K là trung điểm thằng nào, mà tất cả thằng này đều có trong giả thiết chưa. Rồi vậy là cái trình bày hình này giả thiết là đẻ ra ông A, ông A đẻ ra ông B đúng không. Bây giờ khi chúng ta trình bày như sau, đã có đúng không, đúng chưa? Ta có này, H là trung điểm thằng nào, trung điểm của B gì, K là trung điểm nào, AC. Ở đâu ra, giả thiết. Vậy từ đó suy ra điều gì, HK sẽ là đường gì, đường trung bình của tam giác nào, của tam giác ABC. Và đường trung bình em học tính chất rồi, sẽ đẻ ra xong gì, song song. Vậy là HK sẽ song song với thằng nào, AB. Mà
hai cạnh nối song song của tứ giác này là hình gì? Từ áo suy ra A, K, HB là hình gì đây? Là hình thang. Được chưa? Đấy là câu A nhé. Rồi câu B này. Cho cái này nhỏ lại xíu nhé. Vẽ hình. Trên tia đối của tia HA, đầu tiên em nối tia HA vào cho thầy. Nhớ nha, tia HA. Đấy. Tia HA trên tia đối của tia HA này em kéo dài về phía H cho thầy nhé. Ok chưa? Rồi, lấy điểm E sao cho H là trung điểm của AE. Lấy thêm điểm E cho H là trung điểm AE này. Bây giờ thầy phải đo cái đoạn AH á, em nhìn thấy không? Thầy đo đạt thử này. Đoạn AH này bao nhiêu? 5,2 đúng không? Vậy là muốn H là trung điểm của AE thì chúng ta cái đoạn HE cũng bằng bao nhiêu? 5, gì? 5,2 đúng không? Đó vậy thì thầy phải dùng thước để đo. Đó, thầy sẽ lấy cái đoạn HE này cũng bằng 5,2 luôn. Đây là điểm E. Rồi điểm E luôn, đẹp luôn. Ok. Rồi. Sao cho E là trung điểm của thằng này, em trung điểm nhé, và đánh dấu. Đánh dấu vào hai đoạn thẳng bằng nhau này. Đó. Rồi câu của nó chứng minh tứ giác ABEC là hình bình hành. Rồi, bây giờ thầy tô ạ. À. Tô cái màu nhé. Rồi các em xem giúp thầy. Xong. Mình vẽ xong rồi nha. Rồi mình sẽ qua này mình chứng minh. Còn em. Bây giờ này để chứng minh tứ giác này là hình bình hành đúng không? Ta có 5 cách. Bây giờ thầy còn chọn cách số 5 nhé. Chứng minh tứ giác này A, B, F. Đó. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Tức là thầy em nhìn thấy tứ giác màu cam này đi. Có hai đường chéo này, đó chính là AE và BC cắt nhau tại H, nhìn thấy không? Trong đó chỉ cần chứng minh H là trung điểm của thằng nào là xong. H là trung điểm của B gì? BC và H cũng là trung điểm của thằng nào? Trung điểm của gì? A gì? AE đúng không? Và hiển nhiên hai này có trong giả thiết chưa? Rồi, giả thiết là cho sẵn hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta trình bày cùng B thôi. Ta có này, H là trung điểm của gì đây? BC, lý do giả thiết H là trung điểm của nào? AE ở đâu ta? Giả thiết cho luôn. Vậy từ đó suy ra tứ giác nào? Tứ giác A, B, E, C sẽ là hình gì? Hình bình hành. Tại vì đặc thù này tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, nó sẽ trở thành hình bình gì đây? Hình bình hành. Ok chưa? Rồi câu C. Qua A vẽ đường thẳng vuông góc với AH. Đây qua A này, vẽ đường thẳng vuông góc với AH. Vẽ nhé. Qua vẽ đường thẳng vuông góc với AH này. Đó, nhìn thấy không? Bỏ cái màu đi nhé. Rồi. Nó cắt tia HK tại đây, HK kèm kéo dài lên. Đó. Không. Kéo dài này. Thấy chưa? Đó vậy là người ta nối vô. Đó cái này. Nối đường này vô. Ok chưa? Đó và đặt tên thế này cho thầy. Chính là điểm D. Rồi bài toán yêu cầu như sau, đó là chứng minh AD bằng với BH. AD bằng với BH, nhìn thấy không? Đây, tô màu cho bạn thấy.
nha. Đây là AD này, cho màu đỏ đi. Đó, bài toán yêu cầu chúng ta chứng minh AD bằng với BH, nghĩ chưa? Đấy là nhiệm vụ. Thầy gợi ý này, em muốn chứng minh AD mà bằng BH á, đây là chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Đó, muốn chứng minh hai đoạn thẳng nhau dùng một số cách, đó là chứng minh tứ giác đặc biệt. Chúng ta chứng minh tứ giác này là hình bình hành. Đó, chúng ta chứng minh tứ giác ADHB là hình bình hành, và chúng ta sẽ có ngay được AD bằng B gì? BH. Ok chưa? Để thầy chứng minh chưa? Rồi, chứng minh hình bình hành em có tất cả 5 cách đúng không? Bây giờ thầy chỉ chọn cách là chứng minh tứ giác có hai cặp cạnh đối song song nhé. Ta có này, AD nó vuông góc với AH. Đó, đây là giả thiết cho hôm nay mới cho đó. Tiếp tục này, ta có BC nó cũng vuông góc với AH. Là tính chất của tam giác cân nhé em nhé, là do này, do AH là đường trung tuyến nhé của tam giác ABC cân. Cái tính chất này chúng ta học ở lớp dưới rồi, tam giác cân đường trung tuyến không phải là đường cao. Suy ra điều này này, em học từ vuông góc suy ra song song rồi, AD sẽ vuông góc với AD sẽ song song với BC. Hay suy ra được AD sẽ song song với BH. Cái này là một nhé. Rồi, mà phải một luôn đi. Mà HK lại song song với AB. Mình chứng minh lúc nãy rồi, nhớ lúc nãy mình chứng minh không? Chứng minh gì đây? Chứng minh trên. Và từ đó suy ra điều này này, em nhớ này, tứ giác có màu xanh này có hai cặp cạnh đối song gì? Song song thì đó là hình bình hành. Vậy là ADHB là hình gì? Hình bình hành. Mà nó là hình bình hành thì hiển nhiên có gì em? Hai cặp cạnh đối làm sao bằng nhau? Đó là AD sẽ bằng cái gì đây? BH. Đó nha. Đây sửa các bạn.